điểm rồi. Đi chị. Đó là buồn ngủ cái gì vậy? Cứ nóng lòng đặt cái gì vậy? Tiếp, tiếp, làm hay một tiếp. Hãy đi, làm hay. Chắc một năm rồi. Thôi, cái chưa. Vậy giờ thì không mấy. Được gọi nè. Chị qua cửa này ngắn hay nhỉ? Hoàng hay chứ bà? Nguyên, ăn thua rồi.